Rồi chào anh em, trời âm u quá. Mình vừa có mặt tới công ty Song Long của bác Thọ. Đây là dưới nhà máy, toàn cây lớn. Quay cho anh em thưởng lãm. Thế này thì rất là nhiều cây, nhưng cây lớn nhiều hơn. Rồi, mời anh em chúng ta bắt đầu đi vào khu vực cây nhiều. Bác Thọ thì anh em chơi cây cả nước cũng biết rồi, thế nhưng cũng còn một số anh em mới chơi cây thì chưa biết bác Thọ. Bác Thọ là chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Hà Nội, tổng giám đốc công ty nhựa Song Long. Cây dâu trái. Chú Thọ chú Thọ quý lắm cho đi thăm nhà máy, thăm cây, quay cho anh em cả nước chiêm ngưỡng cây nhài. Cây hôm bác mang quán cà phê xuống đây đâu à? Không, chậu kia cơ mà nhỉ? À, chính đây đấy hả? Vâng. Cây xoài các bạn thấy là tuyệt vời không? Cây quái. Phong cách các bác Thọ chơi toàn cây quái. Trên đấy chật thì sao mà bác mang đây? Cây này không, cây này nó nhỏ mà. Không, mới có quả mới mang về chơi. À.
quay chi tiết chút cho bạn bè quốc tế hiểu về cây xanh Việt Nam như thế nào. Rộng bao la luôn. Rất hoành tráng, chậu đẹp quá. Thôi bây giờ bán hòa là mua rồi. Hả? Bán hòa là mua. Đây anh Hiệp, anh Hiệp gà à, quên anh Hiệp ga. Không nói đùa, để cháu nghiên cứu cái ổi này, ổi nó đẹp như vậy. Thế bên này nó vẫn trẻ thì nó mới khỏe. Riêng cái cây này nhá, quanh năm vật quả. Vâng. Nhiều kinh khủng. Không giống giật bình vì nó lớn nhanh. Xoài. Cái này là ngày xưa này, lúc mà anh Đình em mua về nó là cái dễ nhá. Bà Thọ cũng rất rất thích cây trái, mình cũng rất thích cây trái, cây trái bệ gốc đẹp rất là thích. Cây hoa phượng phượng vĩ. Hoa sữa Hà Nội đây. Lại là xoài. Cái này cây gì mình chưa nhận ra. Thank you.
cái ổi rất là quái này. Đây đây cây cóc phải không chị? Vâng, cóc. Cái này cóc. Đây, tác phẩm Si đẹp không? Nay đi tác nghiệp cũng may trời mưa mưa phùn phùn, mưa xuân rất mát, đỡ vất vả hơn. Anh Hiệp gà ngó gì đấy? À, quên Hiệp gà, cứ bảo Hiệp gà quen mồm. Anh chào mọi người cái nào. À, chào mọi người nha. Đấy, anh đang có ý nhã ý gì anh ngắm kỹ thế? Ở đây nhiều nguyên liệu lắm. Đây toàn bộ khuôn viên cây cảnh tại nhà máy Song Long của bác Thọ. Quay lên để anh em chị em thưởng lãm. Học hỏi được cái gì chúng ta học hỏi, nơi chúng ta ngắm cho nó sướng mắt nha. Thôi thì chúng ta không có điều kiện để chơi thì chúng ta ngắm vậy. Cảm ơn anh chị em đã tham quan thưởng lãm. Chúc anh chị em vui khi đến với group.